Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho biết giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 8 tháng 6 tăng so với kỳ tính giá ngày 27 tháng 5. Cụ thể, giá xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92 trung bình 75,78 USD một thùng, xăng RON 95 là 77,26 USD một thùng, cùng tăng gần 3% so với kỳ trước. Riêng xăng RON 95 có thời điểm lên tới 78,15 USD một thùng, cao nhất kể từ ngày 9 tháng 1 năm 2020. Tương tự, giá dầu cũng biến động đi lên, dầu thô có ngày chạm mức 77,33 USD một thùng. Lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết, giá xăng thế giới những ngày qua tăng nhẹ. Nếu không tác động đến quỹ bình ổn, ở kỳ điều hành ngày 11 tháng 6, giá xăng E5 RON 92 có thể tăng 280 đồng một lít, giá xăng RON 95 tăng 360 đồng một lít. Trong khi đó, giá bán đối với các mặt hàng dầu diesel có khả năng tăng 322 đồng một lít, dầu hỏa tăng 300 đồng một lít và dầu mazut tăng 580 đồng một kg. Nếu đúng như dự báo, giá các mặt hàng xăng trong nước sẽ tăng trở lại ngay sau khi có phiên đứng giá vào ngày 27 tháng 5 trong nửa năm qua. Từ ngày 11 tháng 11 năm 2020, giá xăng E5 RON 92 đã tăng tổng cộng 4.541 đồng một lít. Xăng RON 95 tăng 4.830 đồng một lít. Ở chiều ngược lại, nếu cơ quan quản lý giảm trích lập hoặc tăng chi quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá xăng có thể tăng ít hơn hoặc không thay đổi. Tuy nhiên, chuyên gia không nghiêng về phương án này bởi mức chi quỹ bình ổn giá xăng dầu đang cao với mặt hàng xăng E5 RON 92 là 1.782 đồng một lít. Xăng RON 95 là 875 đồng một lít. Hiện tại, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 trên thị trường ở mức 18.426 đồng một lít, xăng RON 95 là 19.531 đồng một lít. Tiếp tục bản tin là những tin tức đáng chú ý khác. Dàn máy gần như nằm yên. Chỉ lác đác một hai công nhân đến làm việc. Theo đại diện doanh nghiệp, nhà máy nằm ở địa bàn huyện Hiệp Hòa, một trong các huyện tỉnh Bắc Giang, thực hiện giãn cách xã hội nên hoạt động sản xuất đã bị ảnh hưởng đáng kể. Do có những ca thuộc diện F2 nên họ buộc phải tự cách ly tại nhà, mà doanh nghiệp mình thì là doanh nghiệp nhỏ nên khi thiếu hụt nhân sự đó thì ảnh hưởng rất là lớn đến hoạt động. Thứ hai, về mặt vận chuyển hàng hóa của các nhà cung cấp của đối tác thì họ gặp rất nhiều khó khăn khi vào vùng dịch. Chi phí cũng tăng cao thì thực sự ra mà nói chậm đơn hàng là điều không thể tránh khỏi trong hoàn cảnh dịch bệnh như thế này. Từ đầu đợt dịch thứ tư, hoạt động của gần 400 doanh nghiệp thuộc 4 khu công nghiệp ở Bắc Giang đã bị đình trệ sau lệnh đóng cửa để đảm bảo phòng chống dịch. Kết quả là trong tháng 5, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh Bắc Giang giảm 40,9% so với tháng 4, giảm hơn 30% so với cùng kỳ. Trong đó, riêng việc tạm dừng hoạt động 4 khu công nghiệp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang ước tính mỗi ngày mất đứt trên 2.000 tỷ đồng tổng giá trị sản xuất công nghiệp, trên 140.000 lao động ngừng việc. Đến nay, sau nhiều nỗ lực, địa phương này mới mở cửa cho 43 trên 360 nhà máy tại khu công nghiệp hoạt động trở lại. Một số doanh nghiệp cũng đã đi vào hoạt động sản xuất được mấy ngày nay. Tuy nhiên là cái năng lực sản xuất thì nó chưa được khôi phục hoàn toàn. Chúng tôi cũng đang rất là thận trọng là vừa khôi phục sản xuất nhưng cũng vừa phòng chống dịch đảm bảo ở cái mức cao nhất để đảm bảo cho là an toàn về lâu về dài. Còn thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tập trung tra thẩm định các cái doanh nghiệp mà đủ điều kiện an toàn ở phòng chống dịch đưa quay trở lại hoạt động trong thời gian sớm nhất. Hiện cả nước có 369 khu công nghiệp tập trung, gần 30 khu kinh tế cửa khẩu, chế xuất tương đương 3,8 triệu lao động với đặc thù làm việc trong môi trường kín, rất dễ lây lan dịch bệnh. Dù biết ngừng sản xuất một ngày, hệ lụy đến đứt gãy chuỗi sản xuất là rất lớn. Từ trường hợp Bắc Ninh, Bắc Giang, yêu cầu tiên quyết mà chính phủ đặt ra với các địa phương, đó là muốn sản xuất thì phải đảm bảo an toàn. Dứt khoát phải siết các quy định về an toàn Covid, phổ biến cho mọi người và cũng huy động mọi người, không chỉ là thực hiện cái đấy, mà tham gia. Nếu mà muốn sản xuất an toàn thì có nhiều các biện pháp sàng lọc cùng với nhà nước để mà xét nghiệm sàng lọc, xét nghiệm định kỳ từng bộ phận một. Và khi có dịch thì chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Ngoài đảm bảo yêu cầu chống dịch, hiện nay chủ trương của chính phủ là ưu tiên tiêm chủng vaccine COVID-19 cho công nhân, người lao động ở khu công nghiệp. Đầu tháng 6, Bộ Y tế đã phân bổ cho các địa phương, trong đó có Bắc Ninh, Bắc Giang, mỗi địa phương 50.000 liều. Số liều tăng thêm sẽ tăng theo lộ trình tiếp nhận vaccine. Bởi ai cũng hiểu,
Khi công nhân miễn dịch thì sản xuất mới an toàn. Chị Trang và nhóm bạn đã không ít lần phải hoãn kế hoạch đi du lịch do dịch bệnh COVID-19. Thay vì lựa chọn những nơi đông người, hiện nay chị ưu tiên những địa điểm gần nhà, gần gũi với thiên nhiên để vừa có thể nghỉ ngơi, lại vừa có thêm những trải nghiệm mới. Thường là sẽ cố gắng cân nhắc và lựa chọn để trong một cái khoảng thời gian nhất định thì sẽ cùng nhau đi thư giãn ở những cái vùng ven Hà Nội. Đến thời điểm hiện tại, gia đình tôi thì rất là mong muốn có thể tìm thấy một cái khu nghỉ dưỡng mà nó vừa phải về khoảng cách với thủ đô, nhưng mà nó lại sẽ có một cái dấu ấn riêng, một cái chất riêng về mặt không gian kiến trúc, đặc biệt là nó phải gần gũi với thiên nhiên, vì thực sự là việc mà mình quay về với thiên nhiên ấy, nó là một cái nguồn năng lượng cực kỳ tuyệt vời để cho mà mình tái tạo được cái sức lao động, sức sáng tạo của mình thực sự là thư giãn và thanh bình quay về với thiên nhiên. Cũng như chị Trang, nhiều người đang lựa chọn các khu nghỉ dưỡng ở ngoại ô, gần trung tâm thành phố để cả gia đình cùng nghỉ ngơi trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn nhiều phức tạp. Mình sẽ chọn những cái vùng ở ngoại ô, nó đơn giản như là ở Ba Vì, ở Hòa Bình hay ở Sóc Sơn. Nó ngắn ngày, có thể 2 ngày một đêm và cũng có thể là chỉ trong ngày thôi. Nên và kèm theo nữa là các gia đình sẽ tự nấu tự nướng với nhau, sẽ đi thành hai nhóm. Một là đi gia đình với nhau, hai vợ chồng. Hai là đi với một nhóm bạn. Ba là đi với công ty của mình. Nên những cái nhóm đấy thường là thuê một căn nhà riêng hoặc là một cái phòng riêng và rất ít người, càng ít người thì càng tốt. Nó mang lại sự yên tĩnh cho mình nhiều hơn. Theo các chuyên gia, nghỉ dưỡng đã trở thành nhu cầu tất yếu của mỗi người. Dưới tác động của dịch COVID-19, trải nghiệm nghỉ dưỡng mới đã ra đời và dần hình thành như một sự tất yếu, góp phần thúc đẩy con người hướng tới không gian thiên nhiên nhiều hơn. Trong cái điều kiện mà nó khó khăn như hiện nay của cái dịch bệnh thì rõ ràng là một số gia đình đã tìm cái cách là di chuyển bằng cái phương tiện riêng của mình đến những cái khu vực mà nó có cái cảnh quan thiên nhiên môi trường phù hợp, có thể là có sông có suối hoặc núi đồi, hoặc là ở những cái vùng mà nó tương đối ít người, để từ đó có thể vừa nghỉ dưỡng vừa có thể thực hiện các cái đoàn tụ gia đình mà cũng giảm được các cái bức bối ở các đô thị. Và chính đây là một cái trào lưu mới xuất hiện trong cái thời gian gần đây, và nó cũng được các cái doanh nghiệp để tâm đến. Để đào tạo được một con lượng con người có đủ cái năng lực phục vụ cho khách hàng cao cấp hiện nay ở khu vực ngoại ô Hà Nội đang là một trong những khó khăn của chúng tôi. Và để khắc chế điều đấy thì một trong những cái hướng đi của chúng tôi đó là hợp tác ngay với những đơn vị quản lý dịch vụ quốc tế. Họ sẽ là người mà đưa ra những hệ thống quy chuẩn dịch vụ và đào tạo nhân lực ngay từ thời điểm này, để trong vòng khoảng tầm 1 năm nữa đến 2 năm nữa, những khu du lịch chúng tôi đi vào hoạt động nó sẽ đã đáp ứng sẵn các tiêu chuẩn quốc tế về con người, về quy trình, về thiết kế, về những cái tiện ích dịch vụ. Và tôi cho rằng là với cái hướng đi đấy, nó sẽ tạo nên một cái hệ thống dịch vụ nó không chỉ là tốt ngay tức thời mà nó còn giữ được cái sự ổn định bền vững cho cái việc vận hành về lâu dài nữa. Các chuyên gia cũng dự báo sự dịch chuyển trong du lịch nghỉ dưỡng sẽ là xu hướng được nhiều doanh nghiệp lựa chọn trong thời gian tới. Việc đón đầu sự dịch chuyển này vừa giúp cho doanh nghiệp thích ứng để tồn tại, vừa là đòn bẩy để phục hồi ngành du lịch trong nước sau đại dịch. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của VTC Now. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.